Thưa quý vị, là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh, thanh long Sơn La đã và đang khẳng định được thương hiệu và chất lượng sản phẩm trên thị trường trong nước và từng bước chinh phục thị trường thế giới thông qua xuất khẩu. Chính thức tiếp cận với thị trường xuất khẩu từ năm 2016, đến nay Hợp tác xã Ngọc Hoàng đã trở thành đơn vị có tiếng trong lĩnh vực xuất khẩu mặt hàng hoa quả tươi. Để xuất khẩu được sang thị trường EU, quả thanh long buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn về mã số vùng trồng, về kiểm dịch thực vật, có mẫu mã đẹp, trọng lượng từ 350g một quả trở lên. Chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố được đơn vị này quan tâm hàng đầu trong suốt quá trình sản xuất, thu hái, bảo quản cũng như đóng gói sản phẩm. Đối với quả thanh long mà đảm bảo được xuất khẩu ấy, thì nói chung là cũng rất cầu kỳ, phải qua các bước. Khi mà thu hái về thì cũng phải cẩn thận để cho nó đỡ dập này, và sau đó thì qua rửa, thì đấy rửa nước qua lần 1. Xong rồi rửa kiểm soát qua lần 2 và lần thứ 3 thì kiểm soát lại xem còn dày dẹp gì hay không. Thì lúc đó đến khâu thứ 4 thì mới đóng vào xốp. Hiện nay Hợp tác xã đang liên kết với các công ty xuất nhập khẩu uy tín trong và ngoài nước để giới thiệu sản phẩm đến các thị trường quốc tế. Đây là chuyến hàng thứ 3 trong năm 2023 được xuất đi Pháp và Hà Lan với sản lượng 2 tấn. Dù sản lượng chưa nhiều, song đây là bước đi quan trọng để quảng bá, giới thiệu sản phẩm thanh long ruột đỏ của Sơn La ra thị trường thế giới. Thanh long ở Mai Sơn thì thực ra cái thị trường bên kia thì họ cũng bắt đầu mới chấp nhận, tức là một cái thị trường rất là mới. Nhưng mà cái chất lượng của thanh long Mai Sơn thì cũng được đánh giá khá là cao. Thì bên công ty cũng đang tiếp tục chào hàng thêm với một số các cái khách hàng nữa. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu, Hợp tác xã Ngọc Hoàng hiện đang tập trung phát triển vùng nguyên liệu 300 ha tại huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu, Mộc Châu, Sông Mã, Sốp Cộp. Toàn bộ diện tích thanh long đều được áp dụng quy trình sản xuất sạch theo hướng hữu cơ, Việt Gáp, Global Gáp. Nếu mà nói về cái chất lượng của cái xuất khẩu đấy, thì ta đã đảm bảo về cái quy trình kỹ thuật. Quy trình kỹ thuật thứ nhất là đảm bảo về cái phân bón. Đầu tiên là phân bón là phải phân hữu cơ. Thứ hai là cái thuốc trừ sâu thì thuốc bây giờ là phải thuốc sinh học. Với kinh nghiệm hàng chục năm trong phát triển cây thanh long ruột đỏ tại Sơn La, Hợp tác xã Ngọc Hoàng có nhiều lợi thế trong việc tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu. Với diện tích 300 ha, năm nay Hợp tác xã dự kiến thu hái khoảng 3.000 tấn quả tươi, dự kiến xuất khẩu 2.000 tấn, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế từ cây thanh long. Năm nay kế hoạch xuất khẩu của Hợp tác xã thì đã ký hiệp đồng với là 5 đối tác. Là mỗi là tuần là bình quân là hoàn toàn đưa theo đường hàng không là 6 tấn trên một tuần. Dự tính như vậy là đưa sang cái hệ thống xuất khẩu khối EU với khối Trung Đông là năm nay dự tính 2.000 tấn. Sau 7 năm có mặt trên thị trường xuất khẩu, sản phẩm thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã Ngọc Hoàng đã chinh phục được các thị trường khó tính như Pháp, Italia, Hà Lan, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Sản lượng xuất khẩu từ vài trăm tấn đến cả nghìn tấn mỗi năm, góp phần nâng cao giá trị quả thanh long ruột đỏ, đồng thời khẳng định thương hiệu và chất lượng nông sản Sơn La trên thị trường quốc tế.